Nhậm Gia Luân lộ ảnh hậu trường đẹp trai muốn xỉu, nhưng nhìn Lý Thấm với ánh mắt viên đạn. Những hình ảnh của Nhậm Gia Luân trên phim Trường Thỉnh Quân nhận về sự chú ý của cư dân mạng. Nhậm Gia Luân nổi tiếng có những vai diễn lúc nào cũng mang biểu cảm thiếu đánh, nhìn vô cùng đanh đá. Ngay cả khi tham gia dự án cổ trang huyền ảo như Thỉnh Quân, nam diễn viên cũng không thoát khỏi kiểu nhân vật thế này. Hình ảnh hậu trường gần đây cho thấy một Nhậm Gia Luân khó chịu ra mặt, không biết có uẩn khúc gì không đây. Thực chất giữa Nhậm Gia Luân và nữ chính Lý Thấm chẳng có thù hằn gì cả. Trong phân đoạn này, Nhậm Gia Luân nhiều khả năng đang bàng hoàng, nhìn người yêu với thái độ chết trân vì lắng nghe điều gì đó sốc óc. Lúc này Lý Thấm đang dõng dạc phát biểu nhưng không quá tình nguyện, rất có thể là bị buộc phải nối giáo cho giặc. Là dự án có nhiều chi tiết đau khổ cùng cực từ kiếp này sang kiếp nọ, Thỉnh Quân chắc chắn sẽ khiến khán giả xỉu lên xỉu xuống không thua gì Châu Sinh Như Cố. Nhiều netizen cho rằng đây là cảnh quay ngược, thể hiện sự chia ly sắp tới của hai nhân vật Lục Viêm và Vu Đăng Đăng. Là một tên sát thần lạnh lùng vô cảm nhưng khi yêu, Lục Viêm có thể trở nên ngờ nghệch, dễ khiến nữ chính tổn thương. Hiện tại Thỉnh Quân đang là dự án phim đề tài chân quốc pha trộn cổ trang được mong đợi nhất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhan sắc của Lý Thấm cũng trở thành chủ đề bàn tán của netizen. Nhiều người nhận xét rằng Lý Thấm trông rất xinh đẹp khi mặc trang phục thanh thoát, tông màu tươi sáng, gương mặt sắc nét, làn da trắng mịn màng cùng đôi môi đỏ mọng khiến Lý Thấm luôn nổi bật giữa đám đông. Thậm chí có khán giả còn so sánh hình tượng váy trắng ở Thỉnh Quân với hình tượng váy trắng tại Hậu Cung Như Ý Truyện, rồi rút ra kết luận rằng nhan sắc Lý Thấm trong bộ phim mới rực rỡ ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, việc so sánh này rất khó để nhận định bởi hai bộ phim có bối cảnh và nội dung khác nhau. Mỗi bộ trang phục khoác lên người Lý Thấm đều có nét đặc sắc riêng biệt. Thỉnh Quân là bộ phim có yếu tố xuyên không. Vai nam chính do Nhậm Gia Luân là người sống trong thời cổ đại, vì lý do nào đó đã xuyên không đến thời dân quốc và gặp Lý Thấm. Từ đây, mối quan hệ yêu đương của hai người bắt đầu. Ekip sản xuất sẽ lồng ghép những đoạn hồi tưởng về quá khứ để làm rõ mối lương duyên kéo dài ngàn năm giữa Lý Thấm với Nhậm Gia Luân. Nói về bộ phim, ekip sản xuất Thỉnh Quân từng tiết lộ, xuyên qua ngàn năm tình yêu không ngừng sinh sôi, định mệnh tương phùng, lãng mạn cho đến tận cùng. Từ lời giới thiệu này có thể dự đoán rằng Thỉnh Quân sẽ có rất nhiều cảnh ngọt ngào lãng mạn. Thỉnh Quân lấy chủ đề mới lạ, bối cảnh độc đáo, khi vừa có yếu tố cổ trang vừa lồng ghép yếu tố dân quốc hiện đại. Đây cũng được xem là lần hợp tác đầu tiên giữa hai ngôi sao hàng đầu showbiz, Nhậm Gia Luân Lý Thấm, xuất sắc từ diễn xuất cho đến ngoại hình. Cả hai trước đó đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Với lần kết hợp lần này, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ và thú vị trong lòng fan hâm mộ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thỉnh Quân Tế Kiệu của tác giả Viễn Tại, phim xoay quanh mối lương duyên hai kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng Lý Thấm, nghĩa hiệp trọng nghĩa. Kiếp trước nàng là thần nữ với năng lực tuyệt đỉnh, nhất kiến chung tình với Lục Viêm, một sát thần ngàn năm lạnh lùng kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Từ đây câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười giữa hai nhân vật diễn ra. Khi nàng, một nữ trại chủ, dám cướp hôn một chiến thần ngàn năm, trớ trêu thay khi kiếp trước họ là người yêu trong số mệnh, tạo ra một cuộc tình oan gia đầy thú vị. Phim không chỉ chỉnh chu về mặt hình ảnh nội dung mà còn sở hữu dàn lưu lượng đỉnh cao của giới hoa ngữ. Nhậm Gia Luân sở hữu vẻ ngoài soái ca với phong thái thu hút lạnh lùng khiến fan không ngừng thốt lên quá soái. Được biết trước đó anh đã làm đốn tim rất nhiều khán giả qua các vai diễn như Châu Sinh Thần trong Trường An Như Cố, Lục Đại Nhân trong Cẩm Y Chi Hạ. Bên cạnh tạo hình xuất chúng của nam chính thì nữ chính Lý Thấm cũng không bị lép vế khi để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tươi như hoa của mình. Cô cũng gây được nhiều tiếng vang trong làng giải trí hoa ngữ với hàng loạt những tác phẩm như Sở Kiều Truyện, Lan Điện Hạ, Hải Thượng Phồn Hoa.